phố nhỏ êm đềm chìm dần trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần mà lòng tay tê sáng vẫn không về, men đắng nào cho với những thương đau em đã bỏ. Phố xưa như quên mất nụ cười, từ ngày em đi mây gió gọi về, những đêm trường như tan tóc điều hiu. Ok, xin chào toàn thể anh em và chào mừng anh em quay trở lại với Thế Anh Audio ạ. Và ngày hôm nay đây sẽ tiếp tục các video giảm giá đặc biệt nhá. Ngày hôm nay dòng vang cơ lai số cao cấp nhất, phiên bản cao cấp nhất đến từ ETC, có mã là ETCDX666. Phiên bản em khẳng định đây là phiên bản cao cấp nhất, rất nhiều các tính năng cải tiến trên chiếc vang cơ lai số này, thì từ từ em sẽ giới thiệu cho các bác nhá. Thì trước khi vào video, các bác nào đang theo dõi mà chưa like video nhá, chưa đăng kênh, hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng kênh và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Và đây với thiết kế mẫu rất là đẹp, dẫu mẫu mới cực kỳ đẹp luôn, màn hình hiển thị ở giữa, vang cơ lai số kèm nọc gì, kèm equalizer rất là đẹp cho các bác và anh em. Và con này được cải tiến lên chống ú rất là tốt, 6 level chống ú, gần như chống ú hoàn toàn tuyệt đối cho các bác. Đặc biệt anh em đang sử dụng âm ly hoặc chiếc vang cơ ngày xưa không có chống ú, hoặc là chống ú kém thì anh em có thể nâng cấp lên chiếc vang cơ lai số này, đảm bảo chống ú rất là tốt cho các bác và anh em. Tiếp theo nữa nó sẽ cho trang bị cho anh em là một cái phần equalizer, các thể loại nhạc thịnh hành nhất hiện nay anh em nghe có thể được đồng bộ hơn, ví dụ như là classic này, pop này, rock này, jazz, đầy đủ các thể loại thịnh hành để em nghe nhạc đồng bộ và hay hơn rất là nhiều. Và thêm một cải tiến nữa là con này chip số của Mỹ xử lý tiếng cực kỳ là hay nhá, kể cả tiếng nhạc và tiếng mic rất là hay luôn. Và trang bị cho anh em là phần effect rất là mượt mà, có echo dì vọt riêng biệt đây, các bác có thể thấy nhá, tiếng dì vọt này đấy, phần dì vọt time, delay của echo, sau đó là phần repeat của echo, tiếng echo cực kỳ ngọt ngào và tiếng gì vật rất là sáng tiếng. Và dòng vang cơ lai số này ngoài thiết kế đẹp, anh em nhìn thấy thiết kế cực kỳ đẹp, vẫn sẽ trang bị cho em các cổng kết nối cao cấp nhất hiện nay. Đây sẽ quay gần lại cho anh em nhá. Đây các cổng kết nối bao gồm có cổng quang này, có bluetooth này, và có các đường nhạc vào bằng COA kết nối các TV Xiaomi, hoặc là hai đường truyền thống A1, A2, và hai đường ra chính NAO, RAO anh em kết nối trực tiếp xuống đẩy hoặc là âm đi, và hai đường ra sub riêng biệt cho các bác. Và hai bên này sẽ là hai lỗ cắm mic và có giới hạn volume mic của hai bên. Và đây là hàng chính hãng của ETC nhá. Đây sẽ quay cho các bác xem, đây là tem của ETC này. Quay đúng chiều này, tem mác đầy đủ và được bảo hành cho em là 2 năm. Đây, ETC Pro Audio hàng chính hãng, có tem bảo hành điện tử và tem bảo hành của hãng luôn. Đấy, hàng rất là chất lượng, phiên bản cao cấp nhất đến từ ETC, bảo hành 2 năm cho các bác luôn. Và anh em vừa đã nghe thử về chất âm rồi, tiếng nhạc và tiếng mic em đã test cho các bác rồi. Và đặc biệt như đầu video em có nói rồi nhá, ngày hôm nay bên em sẽ giảm giá rất là tốt cho anh em mua hàng, mua về nâng cấp những chiếc vang cơ cũ hoặc là ghép thêm, giá thì thật sự anh em nó quá là hấp dẫn luôn. Giá ngày hôm nay thì ngoài kia đang bán cho anh em những chiếc vang cơ ngày xưa thôi, hoặc là những vang cơ lai số phiên bản thấp, giá đã khoảng 1.8-2 triệu rồi. Nhưng phiên bản này nhá, ngoài kia đang bán rất là đắt, nhưng em sẽ giảm giá cho anh em, giá chỉ có 1.550.000. Và anh em sẽ được tặng gì ạ? Đầu tiên phải nói là tặng một chiếc điều khiển từ xa. Đây, điều chỉnh tất cả các thông số qua những chiếc điều khiển từ xa này. Đấy, tiếp theo nữa phần quà thứ hai là tặng dây jack kết nối xuống đẩy hoặc âm đi. Đây, hai sợi dây, dây chống nhiễu đầy đủ cho các bác. Kết nối đẩy hoặc âm đi anh em cứ nhắn, bên em sẽ tặng cho em hai sợi. Và phần quà thứ ba là bên em sẽ tặng cho em một dây quang dài 2m kết nối trực tiếp từ TV xuống chiếc vang này. Dây quang dài 2m cho các bác luôn. Đấy, chỉ có 1.550.000 và bên em sẽ bao ship và có 3 phần quà hấp dẫn. Và hàng này hàng chính hãng, bảo hành 4 năm cho các bác nhá. Mua hàng nhanh tay nhắn tin số em, chốt vàng DX6. Chốt vàng DX6 1.550.000 anh em nhá. Bao ship tặng dây jack kết nối, bảo hành 2 năm cho các bác. Đấy, anh em theo dõi video nhá, hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nhá. Cảm ơn các bác anh em rất là nhiều ạ.